Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đài Bàng. Không chỉ hoạt động ở trong nước, giới giang hồ Việt Nam thậm chí còn xuất ngoại để hoạt động và tạo lập địa bàn ở nước ngoài. Sau năm 1975, thì giang hồ Việt Nam ở nước ngoài chủ yếu hoạt động tại ba khu vực, đó là Mỹ, Đông Âu và Hồng Kông. Hôm nay xin mời quý vị cùng OV Đài Bàng tìm hiểu. Giang hồ Việt đã xâm nhập và tranh giành địa bàn tại Mỹ, Đông Âu và Hồng Kông như thế nào? Giang hồ Việt Nam tại Mỹ. Tháng 4 năm 1975, giang hồ Sài Gòn xuống tàu di tản ra nước ngoài. Từ Guam, từng băng nhóm được đưa vào định cư tại các tiểu bang của nước Mỹ, tập trung tại Nam Cali. Nhóm do Tài Chém cầm đầu, gồm một số ngựa non mới lớn như Trường Còm, Minh Đô, Vinh 81, Sang Con. Nhóm người nhái do Quốc, thiếu tá chỉ huy người nhái EOD đứng đầu, gồm các Nghĩa Công Gồ, Minh Cá Sấu, Hải PT, Lâm Việt Hải, vân vân. Nhóm giang hồ sĩ quan thủy quân lục chiến gồm Hiếu Cao, Hiếu Lùn, Cương Ca Lâm, Mỹ Viễn Thám, Hà thủy quân lục chiến. Những thập niên sinh sống tại tiểu bang Cali, các băng nhóm giang hồ gốc Việt chỉ gói gọn trong từng băng nhóm nhỏ, hoạt động giới hạn quanh các dịch vụ tối sáng nhập nhòe với massage đặc biệt, chứa xong cò con, bán lẻ mai thúy. Thỉnh thoảng đám ngựa non xuống đường nổ hàng nóng theo lệnh đàn anh trong các cuộc tranh giành bến bãi tại các khu phố thương mại Á Châu. Những bất hòa cũng đã xảy ra giữa các băng nhóm gốc Sài Gòn. Băng Tài Chém và băng Nhái chạm chó lửa gây tử vong cho một thiếu nữ là vợ của M, một thành viên trong băng Tài Chém. Băng Thủy quân lục chiến trải thảm đụng độ đám Hồng Môn hội Chinatown ở Los Angeles. Tóm lại, những băng nhóm giang hồ Sài Gòn hải ngoại ở Cali không thể phát triển thành tổ chức cartel như đám xã hội đen gốc Hòa, Mexico hoặc mafia Ý, Nga. Thời gian trôi đi cho đến năm 1987, băng giang hồ sĩ quan thủy quân lục chiến phất cờ, tập hợp chiến hữu tạo dựng thành một cartel đúng bài bản và mở rộng tập hoạt động sang các tiểu bang mỏ mỡ thuộc bờ Tây nước Mỹ. Sau cuộc đụng độ tranh quyền kiểm soát cuồng máy buôn bán mai thúy và chứa sòng bạc với nhóm Tam Hoàng ở Vancouver, Canada, gây thương vong rất lớn cho cả hai bên. Cảnh sát Canada và FBI vào cuộc, tổ chức giang hồ của cựu sĩ quan Sài Gòn tan rã. Một số trốn về Việt Nam, đầu quân dưới trướng Nam Cam. Từ cuộc điện đàm đường dài gửi gắm của LH, một sĩ quan phi công quân đội Sài Gòn rất có uy tín với ông trùm Nam Cam, với đích thân Nam Cam, George T., một giang hồ trí thức từng làm consigliere cho đám Cox ở Pháp, gặp Nam Cam trong một cuộc nhậu ở nhà một đàn anh giang hồ gác kiếm tù tại già là 10 Tổng, thủ lĩnh bến cảng Khánh Hội. Hai khách giang hồ kết thân từ đó. George T. lên kế hoạch phát triển chuỗi sòng bạc, lập liên hiệp nhà hàng hạng A, cố vấn cho Nam Cam, đứng ra thành lập công ty thương mại. Từng bước, tổ chức cartel Nam Cam hình thành với đủ loại chiến binh dưới trướng, sẵn sàng thi hành lệnh của sếp. Tại Mỹ, đám giang hồ gốc Việt không thể nổi đình nổi đám, trở thành cartel đối đầu với các tổ chức Tam Hoàng, Ý, Nga. Tất cả chỉ dừng lại ở tầm băng nhóm, làm những phi vụ xóa sổ, quấy phá thuê cho các tổ chức da trắng địa phương. Sau này, nổi nhất trong đám giang hồ Việt tại Mỹ phải kể đến David Thái, sinh năm 1956 ở Sài Gòn. Cha anh ta là Thái Diều và gia đình của Thái sống ở đường phố Tôn Đạt, quận 4. Năm 1975, David Thái rời quê hương Việt Nam, đến New York với $150 trong túi của mình. Sau đó anh ta bắt đầu làm việc như người bồi bàn và làm việc rửa chén để nuôi thân. Năm 1988, Thái tập hợp lực lượng, xây dựng tổ chức xã hội đen gồm người tị nạn Đông Nam Á sống tại New York. Những người đàn em thân hình vạm vỡ bạm trợn, chuyên đi tống tiền các chủ cửa hàng, nhà lái buôn trên phố Kennel hay tham gia dây chuyền sản xuất đồng hồ giả. Ban đầu băng đảng có tên là Kennel Street Boy. Tháng 7 năm 1989, Thái quyết định đổi thành nhóm Born to Kill, BTK. Tên của nhóm được lấy từ các khẩu hiệu của lính Mỹ đặt trên mũ sắt họ trong lúc chiến tranh Việt Nam. Các thành viên của tổ chức đã được biết mặc bộ quần áo đen và kính mát và có một hình xăm BTK với một chiếc quan tài và ba ngọn nến tượng trưng cho không có sự sợ hãi trong cái chết và hy sinh vì anh em. Trong một cuộc họp nhóm, David Thái yêu cầu các thành viên tham gia phải ký vào bản cam kết trung thành với BTK, không bao giờ bắt tay với công an và không bao giờ manh động nếu không có sự cho phép của người dẫn đầu. Tuy nhiên, nhóm có một quy tắc, họ có thể rời băng đảng nếu chỉ khi xóa hình xăm BTK và biến mất khỏi New York. BTK đã được làm giàu bằng việc bán đồng hồ đeo tay giả.
để buộc các chủ tiệm phải mua đồng hồ. David Thái đã cử những người đàn em của mình để đe dọa các chủ tiệm. Mạng lưới của BTK vươn dài khắp khu phố Chinatown. Mạng lưới của băng đảng đã mạnh mẽ trên khắp khu phố tàu và băng đảng loại bỏ các thương nhân không hợp tác hoặc nộp thuế cho nhóm. Bên cạnh đó, David Thái còn được biết đến là ông chủ của nhiều nhà thổ lớn, nơi các cô gái Đông Nam Á cung cấp dịch vụ cho các lực lượng mafia Mỹ. Tuy nhiên, những công việc của Thái không phải lúc nào cũng không gián đoạn. Năm 1988, cảnh sát viên New York bắt đầu chú ý tới sự nguy hiểm và những cuộc kiếm trác của BTK. Trong một lần bị vây bắt trên phố Kendall, Thái đã chỉ huy đồng bọn tấn công cảnh sát từ những mái nhà xây dựng sử dụng bánh quy lửa. Thời gian khác, David Thái đã ra lệnh ném bom một chiếc xe cảnh sát đã làm bị thương 2 sĩ quan cảnh sát và 11 người xung quanh. Sau này, David Thái còn gây ra một vụ giết người dã man với thành viên của băng đảng Flying Dragon vì dám xúc phạm mình. Vào tháng 8 năm 1991, sau nhiều tháng điều tra của ATF cùng với sự phản bội của một trong những thành viên của David Thái đã bị bắt cùng với nhiều thành viên khác trong nhà của anh ta ở Long Island. Tại phiên tòa và phỏng vấn của ông, David Thái đã tuyên bố bảo vệ cộng đồng người Việt Nam từ cộng đồng Trung Quốc lớn hơn. Vào ngày 23 tháng 10 năm 1992, David Thái đã bị kết án tù chung thân cộng với 43 năm vì tội giết người và đã cố giết người và tống tiền các chủ tiệm ở khu phố tàu. Giang hồ Việt Nam tại Nga và Đông Âu. Trái lại, các băng nhóm giang hồ gốc Bắc sang Nga họp nhau lại thành những tổ chức đúng nghĩa cartel, được đám mafia kiêng dè. Những big boss Việt Nam tại Nga có tên lóng là Soái, được mô tả là đúng mực giang hồ và có phong cách hào hán. Cartel Việt tại Nga được giới mafia Đông Âu nể trọng và cư xử hữu nghị. Một nhóm sát thủ thuê thuộc tổ chức Soái Xám từng nhận thực hiện các hợp đồng đòi nợ các ông bà chủ chạy làng quỵt nợ trốn về Việt Nam, lại tỏ ra mềm lòng và tình cảm khi thực hiện nhiệm vụ trên quê hương mình. Các vụ máu mè luôn dừng lại ở mức phải lẽ, tuyệt đối tránh tử vong dù cái giá chi trả cao ngất ngường. Không chỉ hoạt động ở Nga mà giang hồ gốc Việt Nam lan sang cả các nước Đông Âu với số lượng thành viên cực kỳ đông đảo. Một ngày tháng 5 năm 1996, khi cảnh sát xông vào một chung cư ở Berlin-Marzahn tìm thấy xác chết của 6 người Việt trẻ tuổi từ 23 đến 28 bị bịt miệng, trói tay, mỗi người bị bắn 2 phát vào đầu. Đây là một vụ thảm sát khủng khiếp trong cuộc tranh giành các khu vực hoạt động trong việc buôn bán thuốc lá lậu của các băng đảng người Việt. Thuốc lá được người Đức, Ba Lan và Nga nhập cảng lậu vào và hàng nghìn người Việt bán chúng khắp mọi nơi, từ sân ga lề đường, từ Lichtenberg cho đến Charlottenburg, có lúc có trên 10.000 chỗ. Những băng đảng này đòi tiền bảo kê cho tới 14.000 mark mỗi tháng. Những kẻ giết người này thuộc băng Ngọc Thiện, tên gọi kẻ cầm đầu Lê Duy Bảo. Họ có lúc chiếm được 2/3 lãnh thổ. Lê Duy Bảo sinh năm 1970 ở Vinh. Năm 1994, y bỏ 5.000 đô la Mỹ mua hộ chiếu giả để bay đến Moscow. Từ đây, Bảo được một đường dây đưa người dẫn tới Praga và cuối cùng là Berlin. Nạn nhân là những người từ băng đảng Quảng Bình, nơi họ lớn lên ở Việt Nam. Trong tháng 3 năm 1995, nhóm Quảng Bình đã bắn chết một trại tị nạn ở Marzahn 5 người, cả 2 phụ nữ đang ở dưới bếp. Thêm một nạn nhân chết sau này từ các vết thương. Để duy trì an ninh, cảnh sát thành bang Berlin đã lập ra nhóm điều tra Việt Nam với 40 nhân viên. Trong vòng 15 tháng, họ đã hoạt động khoảng 10.000 lần, theo dõi các địa điểm liên lạc, nghe các cuộc gọi điện thoại. Một người ở Hà Nội theo dõi các đồng lõa, mỗi tháng khoảng 10 triệu mark được mang về Việt Nam. Vào mùa thu năm 1996, cảnh sát đã bắt giam Ngọc Thiện, chỉ khoảng 25 tuổi, tại quận Chiecaten, cũng như đầu sỏ băng Quảng Bình tại Menben, cách đó 200 km. Tổng cộng 16 người bị đưa ra tòa về tội giết người cũng như thuộc băng đảng tội ác có tổ chức. Việc xét xử nhóm Ngọc Thiện phải kéo dài gần 6 năm vì thiếu nhân chứng. Kẻ duy nhất tiết lộ là người tình của Bảo. Cô này là nhân chứng được sự bảo vệ đặc biệt của Cục Hình sự Liên bang Đức. Kẻ khoan dung và 2 chiến hữu của y lãnh án chung thân. Mỗi người bị 10 năm tù thiếu niên. Cả 4 người này bị buộc tội giết tổng cộng 8 người. Nhóm nổi bật nhất là nhóm của Vân Vệ và Nguyễn Hải Nam. Vân Vệ tên thật là Nguyễn Văn Vân, sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Trước khi sang Đức, nghề chính của Vân Vệ ở Vinh là chuyên đi bảo kê hoạt động vận chuyển ma túy. Hắn đã có 2 lệnh truy nã của công an Nghệ An. Sau khi đi chui sang Đức, Vân Vệ dưới sự bảo kê của ông trùm người Việt Nguyễn Hải Nam đã nhanh chóng trở thành một trùm xã hội đen ở Đức.
Nguyễn Hải Nam là một ông trùm người Việt trong thế giới ngầm, nhiều năm thực hiện các hoạt động ngầm mờ ám và làm giàu bất chính từ những hoạt động này. Địa bàn hoạt động của Nguyễn Hải Nam không chỉ ở Đức mà còn vươn ra cả Séc. Nguyễn Hải Nam có công ty ở Nga, có cửa hàng karaoke ở Đức và Séc. Hắn kiếm tiền từ hoạt động cho vay nặng lãi cho các tư thương người Việt ở nước ngoài, hoạt động kinh doanh, buôn lậu tân dược và kiêm luôn cả buôn bán mai thúy. Vân Vệ bị cho là đã bị nhóm khác dùng gái đẹp dụ dự tiệc và đâm chết ở trung tâm Berlin. Cái chết của Vân Vệ khiến phe quân khu 3 nổi như cồn và ngày càng chiếm ưu thế trong các băng đảng giang hồ người Việt ở Đức. Ngay lập tức, Nguyễn Hải Nam liền cho gọi cánh tay phải của Vân Vệ ở Việt Nam là Bình Trắng, Nguyễn Hải Bình sang Đức thay thế Vân Vệ. Năm 1997, khi nhận được tin người con gái dụ Vân Vệ đi ăn tiệc cùng với vài tên của băng quân khu 3 đang ở trong một ký túc xá sinh viên người Việt, Bình Trắng đã tới đó gây ra một cuộc thảm sát và đã bị trả thù bắn chết sau đó ở Berlin. Trước sự lộng hành của các băng nhóm người Việt, một chiến dịch truy quét mang tên Tử Thần đã được cảnh sát Đức lập ra. Họ phối hợp với cảnh sát các nước Nga, Séc bắt giữ toàn bộ băng nhóm của Bình Trắng. Tên trùm Nguyễn Hải Nam cũng xa lưới khi đang ở Séc. Những tàn dư còn lại của các băng nhóm khác một thời là đối thủ sát phạt với băng Vân Vệ Bình Trắng cũng bị truy quét triệt để. Nhóm cũng có nhiều thế lực là nhóm Trung Việt ở Đe Sau. Thủ lãnh là Nguyễn Lam Trung, được biết đến là Trung Điền, xuất thân từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong một cuộc tranh chấp giữa các băng đảng giành khu vực hoạt động, Trung Điền bị bắn chết tại Leipzig. Nguyễn Lam Sơn, Sơn Điền, người anh trai của Trung lên thay thế. Nhưng một năm sau đó băng này đã bị cảnh sát đặc biệt SEK từ Leipzig về Đe Sau giải tán. Giang hồ Việt Nam tại Hồng Kông. Hồng Kông cũng là một điểm đến của giang hồ Việt Nam trong những cuộc vượt biên để tìm vùng đất mới. Người Việt đến Hồng Kông đầu tiên là người miền Nam và dân Hoa Kiều. Dân Hoa Kiều ở Chợ Lớn nói tiếng Quảng Đông như người Hồng Kông bản xứ, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, dễ dàng kiếm được việc làm và giấy căn cước mới nên say goodbye với trại tập trung từ rất sớm. Còn người Việt, những người của chế độ cũ, những người này được cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn gọi lên phỏng vấn xem có phải tị nạn chính trị thật hay không và tìm một nước thứ ba để nhận họ đi định cư rồi cho đi. Trong thời gian chờ thì xin mời về trại ngồi tiếp. Thế rồi người tị nạn ngày một đông mà tánh người Việt mình lạ ngồi chung với nhau y như rằng có chuyện. Những xung đột đầu tiên giữa người Việt với nhau là giữa dân hai miền Nam Bắc, mà nói thẳng ra là xung đột ý thức hệ. Dân Nam bỏ xứ sẵn sàng trừ cộng sản thì ngược lại dân Bắc tuy cũng vượt biên nhưng vẫn tôn kính lãnh tụ và bảo vệ chế độ. Thế là đánh nhau to. Ngày 3 tháng 2 năm 1992, trùng thời điểm giao thừa âm lịch lúc 11 giờ tối, trại Thạch Cương đã xảy ra cuộc đụng độ đẫm máu giữa hai phe miền Nam và miền Bắc. Nguyên nhân là sự khác biệt về ý thức hệ. Hai bên đã nhục mạ lãnh tụ đất nước của nhau, dẫn đến hai bên nói chuyện với nhau bằng giáo, mác, dao, kiếm, bom xăng. Mà giáo mác kiếm đồ đầu già. Giáo mác là ông típ, thanh dương vát nhọn một đầu, dao kiếm là thanh sắt đập dập mài bén, phi đao là cọc nhọn cắm lều. Nhiều người lấy cả nắp thùng rác làm khiên, trong khi chị em phụ nữ đập bể các nắp ống cống bằng gang để làm lựu đạn ném sang bên kia trợ chiến cho các anh. Cảnh sát Hương cả hôm đó còn ở nhà cúng giao thừa, nên mãi sáng hôm sau mới huy động đủ lực lượng để vào bên trong trại và kiểm soát được tình hình. Từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng là cuộc chém giết đẫm máu giữa người Việt với người Việt. Kết quả là phe miền Bắc đã đánh bại phe miền Nam và tiến hành san thành bình địa, đốt trụi khu nhà miền Nam. Hậu quả khủng khiếp là 130 người bị thương, 24 người thiệt mạng. Đây là xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử Hương Cảng từ trước đến nay. Xã hội đen xử nhau cũng không quy mô bằng. 170 người bị xét xử, trong đó có 18 người bị kết tội giết người và một số bị cáo vẫn còn bị giam giữ trong các nhà tù Hương Cảng cho tới nay. Trại Thạch Cương sau đó bị phá hủy, người tị nạn bị di rời qua các trại khác. Ngày 7 tháng 1 năm 1994, hơn 1.000 cảnh sát và đặc nhiệm đã được đưa tới hỗ trợ di rời 1.500 người tị nạn ở trại bò trước sự kháng cự mạnh mẽ của họ. Tháng 4 năm 1995, cảnh sát lại được huy động để dẹp loạn ở trại Bạch Đầu, Whitehurst. Trong một ngày, cảnh sát đã thu giữ 3.250 vũ khí, trong đó có cả lựu đạn tự chế. Số vũ khí này đã xác lập một kỷ lục nữa đối với lịch sử tư pháp Hương Cảng. Một năm sau, Tinh Đảo Nhật Báo ngày 11 tháng 5 năm 1996 đưa tin,
Ngày 10 tháng 5 năm 1996, trại Bạch Đầu bùng phát bạo lực dữ dội, lửa nổi khắp trại, võ khí là các ống nước mài bén và gạch đá. 20 nhân viên công lực đã bị những người tị nạn bắt giữ làm con tin. 26 khu nhà bị đốt trụi, 53 xe công bị phá hủy và khoảng 200 người tị nạn đã bỏ trốn khỏi trại. Tháng 6 năm 1996, người tị nạn Việt Nam đã cận chiến đẫm máu với nhau bằng ống nước vạt nhọn ở trại Vạn Nghị. Họ thậm chí còn chống đối cảnh sát để cảnh sát không can thiệp vào cuộc chiến của họ. Không được vào bên trong trại, cảnh sát đã phải huy động lực lượng lớn và sử dụng hàng nóng để đẩy lùi họ ra khỏi cửa mà vào bên trong trại. Lúc đó cuộc chiến đã tàn, cảnh sát Hương Cảng đã phải rất vất vả để dọn dẹp chiến trường. Hầu như năm nào cảnh sát Hồng Kông cũng phải ra quân dẹp loạn ở các trại tị nạn. Báo chí Hồng Kông thậm chí còn nói đùa rằng nội chiến Việt Nam đã lan tới tận Hồng Kông. Dân tình Hồng Kông thì ra giả chửi chính quyền quá mềm mỏng bất lực. Lâu lâu bà con bản xứ vẫn biểu tình bên ngoài các trại tị nạn, nhưng người Việt sau những bức tường thì có thấy hoặc nghe được đâu. Thế là cứ củ nhầy mãi cho đến tận ngày Hồng Kông trả về cho đại lục, vấn đề người tị nạn Việt Nam vẫn chưa giải quyết xong. Sau vụ Thạch Cường, nhà chức trách Hương Cảng đã để tâm và phân chia không cho người tị nạn hai miền Nam Bắc sống chung trại với nhau nữa. Họ cũng chia những người tị nạn chính trị được bên thứ ba tiếp nhận nhưng đang chờ thủ tục với những người chưa được tiếp nhận, từ đó hình thành các trại tự do và trại cấm. Trại cấm thì như một kiểu nhà tù, khác cái là không bị còng, nói thế cho nhanh. Còn trại tự do thì anh chị em được tự do ra ngoài xã hội để kiếm việc làm hay đi loanh quanh đâu đấy, nhưng tối phải về trại điểm danh rồi ngủ. Phần lớn những người biết tiếng Hoa và dân Nam Kỳ được vào trại tự do, nhưng như thế cũng chưa xong. Nam Kỳ đi rồi, Bắc Kỳ chia phe đập nhau tiếp, Hải Phòng và Quảng Ninh dàn quân đánh nhau. Tách được hai địa phương này ra thì ngay nội bộ dân Hải Phòng lại chia ra để đập tiếp, dân Thủy Nguyên Tiên Lãng đập dân phố Hải Phòng. Chịu hết xiết, nhà cầm quyền Hương Cảng dùng lại chính sách nổi tiếng người Mỹ đã dùng năm xưa trong chiến tranh Việt Nam, dùng người Việt trị người Việt. Họ để cho các thuyền nhân Việt Nam cử ra các khu trưởng, trại trưởng với các quyền lợi vượt trội hơn, như được lãnh thực phẩm, nhu yếu phẩm thường ngày về chia cho bà con trong trại, hoặc được giám sát, giữ trật tự trong trại. Chưa kể những người ở các trại tự do được ra ngoài làm lại gửi đồ tiếp tế vào cho bạn bè, họ hàng trong các trại cấm, quà và tiền thăm nuôi phải cống cho các buồng trưởng, khu trưởng trước rồi mới được hưởng. Dĩ nhiên, với các nguồn lợi béo bở như thế, các chức vụ này nhanh chóng về tay các đại ca giang hồ đất cảng, những người vừa sắt máu vừa đồng anh em. Nổi bật nhất trong số các đại ca này mà phần lớn bà con Hải Phòng ngồi trại Satin hồi đó đều nhớ là Xin Cơm. Xin Cơm là một tay giang hồ cũng vào dạng có số ở Hải Phòng. Khoảng năm 88, nghe lời đồn, Xin vượt biên sang Hồng Kông. Nhưng khi ấy dĩ nhiên là Xin không có cửa đi sang nước thứ ba, cho nên đành kẹt lại trong trại. Xin lì lợm, lại có thêm mấy đàn em, nên qua vài huyết chiến đã trở thành tay có số má trong trại. Các AC, Sơ, theo phiên âm tiếng Quảng, cảnh sát để cho Xin làm trại trưởng. Ngày ngày Xin đi lãnh khẩu phần thực phẩm, đem về phát cho bà con, nhưng hay cắt bớt phần cơm trắng của bà con để nấu rượu bán lậu, nên chết danh Xin Cơm. Méo phải như anh nhà báo nào hư cấu ra việc Xin nấu cơm cho trại, nên được đặt tên như thế. Đại ca là chỉ ngồi chơi, đếc có cơm nước gì cả, nhé. Ngoài ăn bớt phần cơm để nấu rượu, Xin cũng rất giữ đòn. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì không sao, chứ nếu ai bật thì nhẹ sẽ bị đánh hộc máu, nặng thì cảnh sát vào nhặt xác luôn. Xin và đàn em hay dùng búa đóng đỉnh bọc vải lại, kê thêm một đống sách báo lên lưng hay bụng nạn nhân mà giã xuống. Cho đến tận hôm nay, những người từng bị Xin trừng trị khi nhắc lại vẫn còn thù tận xương. Khoảng năm 97-98, sau mấy lần phỏng vấn đi nước thứ ba đều tạch, Xin đai ngậm ngùi hồi hương. Trong một đêm nọ, sau khi ở chiếu bạc về, Xin bị một đám người úp giọt đâm chết. Có lẽ là những người từng có ân oán với Xin thời còn trong trại cấm ra tay trả thù. Một tay anh chị nữa cũng khét tiếng trại cấm ấy là Lê Làm, một tướng cướp có số khác ở Quảng Trị, từng ăn cơm đếm số lâu năm trong các nhà lao ở Thừa Thiên và Đà Nẵng. Năm 1988, Lê Lam cùng 15 đàn em vượt biển sang Hồng Kông và được tống vào trại cấm. Vài năm sau, Lê Lam và đồng bọn được chuyển sang trại Bạch Đầu. Với bản tính thích chơi nổi, lấy số, Lam không đời nào để đám ma cũ ngồi trên đầu mình. Thế là điều gì đến cũng đến. Ngày 10 tháng 5 năm 1996, trại Bạch Đầu hóa thành chiến trường.
Ngoài đâm chém, trại này còn bị đốt 26 khu nhà, 53 xe công vụ và người dân bị đốt cháy tàn tành. Trại cháy, dân tình thừa cơ bỏ trốn, cảnh sát phải đi lùm từng người nhưng vẫn có 200 người bỏ trốn. Dĩ nhiên sau đó Lam và đàn em ăn án tù biệt giam. Sau khi ngồi tù đủ thời gian, đám này trốn tiếp khỏi Hồng Kông. Lần này họ tới được Nhật. Ở Nhật chưa ấm chỗ, Lê Lam lại dẫn đàn em xách kiếm chém nhau với ba người Hoa trong trại tị nạn Nhật và lãnh một kiếm vào lưng. Bị thương nặng mà không chết, Chánh phủ Nhật quyết định trục xuất Lam và đồng bọn về Việt Nam. Sau này, Lê Lam rửa tay gác kiếm và xuất gia đi tù, dành trọn cuộc đời còn lại thành tâm hướng Phật. Trên đây là toàn cảnh giới giang hồ Việt Nam đã xâm nhập và tranh giành địa bàn tại Mỹ, Đông Âu và Hồng Kông. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.